Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 317 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc đến tìm Hoa Thiên Mân, nhưng chỉ tìm được một cỗ nhục thân của nàng. Nguyên thần của nữ tử này lại xuất khiếu chạy ra ngoài, không biết đã thần du tới nơi nào rồi. Trung Nhạc đại phóng tinh thần tìm kiếm khắp nơi một phen, không khỏi bật cười, chỉ thấy nguyên thần của Hoa Thiên Mân đã thần du vào trong một cỗ quan tài ở dưới tận vực sâu, đang giao lưu với một tôn đế thi. Nữ tử này mơ mơ màng màng, hành xử thì tùy tâm, sau khi trao đổi với tôn đế thi kia một phen, cảm thấy mệt mỏi, đã nâng một cỗ quan tài lên không trung, chui vào trong đấy nằm ngủ, không có nửa phần kinh kỵ. Trung Nhạc thì kiên trì ở chờ bên ngoài. Một lúc sau, Hoa Thiên Mân thong thả tỉnh lại, nguyên thần mơ mơ màng màng muốn phi độn đi nơi khác. Trung Nhạc vội vàng ngăn nàng lại, mỉm cười nói: "Biểu muội, đừng chạy lung tung nữa đi, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi đấy." Nguyên thần của Hoa Thiên Mân dừng lại, mỉm cười nói: "Ngươi tới chỗ nhục thân của ta đợi ta, ta đi dạo vài vòng rồi sẽ trở về ngay thôi." Trung Nhạc lắc lắc đầu: "Người vẫn luôn mơ mơ màng màng, ta lo lắng ngươi sẽ mãi chơi quên đường về thôi. Ta cùng ngươi trở về nào." Hắn dẫn dắt nguyên thần của nàng thiếu nữ này trở về, để cho nguyên thần của nàng quay trở lại trong thân thể chính mình, sau đó mới nói rõ ý đồ tới đây. Hoa Thiên Mân mỉm cười nói: "Hóa ra là như vậy, sớm biết vậy ta cũng không cần trở về rồi, ngươi đi theo ta." Nàng vươn tay ra kéo một cái, định kéo nguyên thần Trung Nhạc ra khỏi thân thể, lại kéo lên toàn thân Trung Nhạc về phía trước. Hoa Thiên Mân kinh ngạc hỏi: "Ồ, nguyên thần của ngươi đâu rồi?" "Ta hiện tại linh hồn nhất thể, linh nhục nhất thể, nguyên thần chính là nhục thân, chính là hồn phách của ta." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Vậy có chút không quá dễ làm rồi." Hoa Thiên Mân khẽ cắn môi nói: "Ta dự định dẫn ngươi đi hư không giới du lịch một phen, nhưng ngươi linh nhục nhất thể, đoán chừng là không vào được hư không giới nữa rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Với thủ đoạn hiện tại của ta, tiến vào hư không giới cũng không có vấn đề gì cả. Biểu muội cứ việc đi trước dẫn đường là được." Hoa Thiên Mân bay lên, dẫn theo hắn song thẳng vào hư không giới. Nàng mỉm cười nói: "Ngươi gọi ta là biểu muội, lẽ nào tuổi của ngươi lớn hơn ta hay sao?" Trung Nhạc nói ra độ tuổi của chính mình, mặt mày Hoa Thiên Mân rạng rỡ nói: "Ngươi nhỏ hơn ta mấy tuổi kìa, phải gọi ta là biểu tỷ mới phải." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta từng ở trong quá khứ trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, bởi vậy độ tuổi thực tế hẳn phải lớn hơn một chút rồi, cho nên mới gọi ngươi là biểu muội kìa." Hoa Thiên Mân nhất thời ngẩn ngơ, đầu óc lại tái phát mơ hồ, ngón tay xoắn xoắn loạn tóc, phát óc suy nghĩ rồi nói: "Ta sinh ra sớm hơn ngươi, cho nên ta là biểu tỷ, nhưng ngươi đã quay về quá khứ sống một đoạn thời gian, niên kỷ thực tế lớn hơn ta, cho nên ta lại là biểu muội. Vậy ta rốt cuộc là biểu muội hay là biểu tỷ đây?" Trung Nhạc bật cười, hai người xuyên qua hàng rào hư không giới, thân thể Trung Nhạc khẽ trầm xuống, cảm ứng được áp lực do hư không giới truyền tới. Hư không giới bài xích vật chất, bởi vậy nhục thân không thể tiến vào hư không giới, mà tiên thiên thần ma, bởi vì bản thân chính là đạo, không tính là vật chất nên mới có thể tùy tiện ra vào hư không giới. Trung Nhạc còn chưa hoàn toàn nghịch chuyển tiên thiên, tự nhiên cũng sẽ bị hư không giới bài xích. Bất quá, lực bài xích cũng không mạnh mẽ, so với lần trước thì đã yếu nhược hơn rất nhiều lần. "Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi du lịch động thiên của đám linh hồn này." Ngay sau đó, Hoa Thiên Mân cười rồi phi thân vào sâu bên trong hư không giới. "Sao, du lịch động thiên của những linh hồn trong hư không giới sao?" Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo nàng, trong lòng không khỏi tán thán phương pháp tu luyện của nàng thiếu nữ trước mặt này ly kỳ của quái, sợ rằng chỉ có nàng nữ tử đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng này mới có thể nghĩ tới biện pháp tu luyện quái dị như vậy. Trong hư không giới, từng cỗ linh hồn thật lớn, đủ các loại hình thái khác nhau,
phiêu phủ trong hư không bát ngát vô tận. Đa số bọn họ đều chìm vào giấc ngủ say. Lực lượng tế tự từ hạ giới không ngừng phóng vọt tới, chuyển động xung quanh bọn họ, duy trì sức sống cho linh hồn. Nếu tiếp cận những linh hồn này, sẽ có thể nghe được thanh âm tế tự loáng thoáng, đủ các loại ý niệm ẩn chứa ở trong đấy. Đây là chúng sinh đang tế tổ, tế tự tổ tiên. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn thấy thiên mạc từ xa bay tới. Trên thiên mạc có một đạo bóng ảnh đứng thẳng ở nơi đấy, từ xa xa nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, thiên mạc tung bay phấp phới. Đạo bóng ảnh kia giáng ngự thiên mạc rời khỏi. Thiên mạc thân của thiên sao? Ánh mắt của Trung Nhạc khẽ chớp động. Hoa Thiên Mân nhỏ giọng hỏi: Này, cái gì vậy? Ngươi cẩn thận một chút đi. Nơi này có rất nhiều sinh vật kỳ quái kìa. Chúng chuyên thôn phệ lực lượng tế tử, còn có thể gặm nhấm linh hồn của ngươi nữa kìa. Lần trước ta tiến vào nơi này đã bị cắn một miếng rồi. Lực lượng tế tử bị thôn phệ không còn một mảnh. Cũng may sinh linh tế tử ta cũng không nhiều. Ta chỉ từng hiển thánh qua trong mấy tiểu thế giới mà thôi. Trung Nhạc gật đầu lên tiếng: Ta cũng từng gặp qua loại thực linh thú kia, là sinh vật kỳ quái do thiên chế tạo ra, cướp đoạt lực lượng tế tự trên người các linh hồn ở nơi này để tầm bổ cho chính mình kìa. Hắn xấu xa như vậy sao? Hoa Tiến Mân nhất thời kinh hãi, sau đấy nàng nhẹ nhàng kéo một cái, kéo Trung Nhạc vào trong cơ thể linh hồn của một tôn tạo vật chủ, tiến vào động thiên của tôn tạo vật chủ này. Tôn tạo vật chủ này vẫn còn đang ngủ say, hồn nhiên không biết động thiên của mình đã bị người khác xâm nhập vào. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đây là một tòa động thiên mộc thuộc tính, phồn hoa thắng cảnh, lá xanh thành rừng, dã thú thành đàn, có đủ các loại sinh mệnh, hơn nữa còn vẫn đang không ngừng diễn biến. Kỳ quái, trong hư không giới không phải là không có thực chất hay sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, Hoa Tiến Mân cúi người hái một đóa hoa, mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt của nàng mỹ nhân được đóa hoa tươi chiếu rọi, xinh đẹp khiến cho người khác cũng phải nao lòng. Hoa Tiến Mân nhìn thấy hắn vẫn chưa hiểu, nhấp nháy mắt nhàn nhạt nói: Đạo là cóc kẻ. Sao? Đạo là cóc kẻ ư? Trong đầu Trung Nhạc ầm ầm nổ vang, một màn trước đây cùng với nàng thần du nhất thời xuất hiện trong đầu. Lần trước Hoa Tiến Mân đã từng nói qua những lời này. Hắn nhận lấy đóa hoa tươi từ trong tay nàng, tinh tế quan sát. Đây là một đóa hoa, đóa hoa có được sinh mệnh. Tôn tạo vật chủ này dùng đại đạo của chính mình để diễn sinh, diễn giải sinh mệnh, dùng văn lậu đồ đằng nhỏ bé nhất cấu kiện ra điều kiện tất yếu của một sinh mệnh. Hắn không thể sáng tạo ra linh hồn, nhưng sáng tạo ra một sinh mệnh không có linh hồn thì lại có thể làm được. Đóa hoa này cũng là sinh mệnh, cũng là đạo, là vật chất, cũng là đạo, là vật chất do đạo cấu thành. Hư không giới cũng không bài xích đạo. Trung Nhạc tay cầm đóa hoa, miệng mỉm cười, cầm đóa hoa lên mái tóc mai của nàng thiếu nữ ở đối diện, sau đấy tinh tế quan sát đạo của tòa động thiên này vận hành. Một lúc sau, Hoa Tiến Mân lại lôi hắn chạy ra ngoài, tiến vào trong động thiên của linh hồn một tôn tạo vật chủ khác. Động thiên của tôn tạo vật chủ này bất đồng với động thiên của tôn tạo vật chủ vừa rồi, là lôi thuộc tính, là do đại đạo lơ đỉnh cấu thành. Trung Nhạc ở trong này nghiên cứu một hồi lâu, sau đấy lại bị Hoa Tiến Mân kéo vào trong động thiên của một tôn tạo vật chủ. Bọn họ không ngừng xuyên toa trong động thiên của vô số tạo vật chủ trong hư không giới, chứng kiến động thiên của vô số tôn tạo vật chủ trong 200 vạn năm tế nguyệt cho tới nay. Trung Nhạc nhất thời minh bạch suy nghĩ của Hoa Tiến Mân, nàng nữ hài này sử dụng chính là biện pháp đồng dạng với Phong Hữu Trung, chỉ bất quá Phong Hữu Trung là xé ra động thiên của từng tôn tạo vật chủ, mà nàng thì lại là tiến vào hư không giới cũng không làm thương hại tới những tạo vật chủ này. Bọn họ dừng lại trong hư không giới một khoảng thời gian thật lâu. Tới một ngày, Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, cặp mắt to đen nhánh của Hoa Tiến Mân nhìn chằm chằm vào hắn, vui vẻ nói: Hiện tại ngươi đã biết rồi sao? Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười lên tiếng: Ta biết rồi, biểu muội quả thật là tiên nữ mà. Hoa Tiến Mân mặc dù bình thường mơ mơ màng màng, nhưng trên phương diện tu luyện lại cơ linh cổ quái. Nàng thường xuyên có những phương pháp tu luyện khiến cho người khác không lường trước được. Con đường nàng đi có chút tương tự với Phong Ngữ Trung, bất quá Phong Ngữ Trung là vì cầu đạo mà không từ thủ đoạn, không có phân chia thị phi đúng sai gì cả. Mà con đường Hoa Tiến Mân đi thì càng tiếp cận tự nhiên hơn, nghiên cứu đạo, nhưng không làm thương hại tới những sinh linh khác. Ví dụ như nghiên cứu linh của các tộc trong hư không giới, tìm kiếm ảo diệu của động thiên. Loại phương pháp này Trung Nhạc căn bản là chưa từng nghĩ qua, mà trên thực tế đây cũng là đường tắt nhanh nhất. Từ khi hư không giới xây dựng cho tới nay, vô số linh hồn tạo vật chủ đã sống nhờ ở trong đó. Bọn họ đối với động thiên thăm dò có lẽ không bằng Trung Nhạc, nhưng tất cả mọi người trí tuệ kết hợp cùng một chỗ liền sẽ viễn siêu hơn Trung Nhạc không biết bao nhiêu lần. Âm Phần Huyên sở dĩ đạt tới tạo vật cảnh viên mãn còn nhanh hơn Trung Nhạc là bởi vì nàng đạt được sự chỉ điểm của Hoa Thiến Mân,
cũng đã từng đi tới nơi này mà tìm hiểu. Vạn đạo động thiên của thánh linh thể muốn để thăng thành chư thiên cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu không có Hoa Thiên Mân chỉ điểm, nàng vẫn còn cách tạo vật cảnh viên mãn một khoảng cách vô cùng xa xôi. Hai người từ hư không giới bay xuống, Trung Nhạc thoáng lướt nhìn một cái, chỉ thấy thiên mạc phiêu phủ ở trên cung trung hư không giới. Một tôn thần ma đứng sừng sững trên thiên mạc phiêu đãng bất định, đang nhìn về phía hai người. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động nhưng cũng không nói gì. Hai người rời khỏi hư không giới, quay trở về tổ đình. Nguyên thần Hoa Thiên Mân nhập khiếu trở lại nhục thân, mắt mở ra, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ đang ngẩng đầu nhìn lên hư không giới. Thần quang trong thần nhãn thứ ba sáng ngời, tựa hồ như có thể nhìn thấy cảnh tượng trong hư không giới vậy. Hoa Thiên Mân không khỏi nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?" "Biết rõ và đắc đạo cũng không giống nhau đâu." Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, nhận miệng cười nói: "Ta đúng là đã biết rồi, nhưng vẫn còn cách đạo một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vừa rồi ta chính là nhìn..." Hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa, mà tâm niệm khẽ động. Từ trong mi tâm, một đạo thần quang chiếu rọi ra, cuốn Hoa Thiên Mân lên, kéo vào trong biết cảnh đạo nhất của chính mình. Hoa Thiên Mân không khỏi kinh ngạc, đảo mắt quan sát khắp nơi, chỉ thấy đây là một tòa động thiên thánh địa to lớn khôn cùng. Hơn nữa tự hồ không chỉ là một tòa thánh địa, mà là tập hợp thể của rất nhiều thánh địa tổ hợp cùng một chỗ. Đại đạo nơi này vô cùng hưng vượng, phảng phất như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo tinh hà phiêu đãng cách đó không xa. Sau đấy nàng nhìn thấy Trung Nhạc, một gã Trung Nhạc khác, hình thái phục khi đầu người thân rắn. Hoa Thiên Mân lắc mình lóe lên, cũng hiện ra chân thân đầu người thân rắn. Hai người sóng vai bỏ tới. "Biểu muội, ngươi từng gặp qua kiện đồ vật này chưa?" Trung Nhạc vươn tay ra, từ trên không trung cỡ xuống Hỗn Nguyên Đại La Kiếm, chia ra là 50 thanh kiếm. Ngay sau đấy nhẹ nhàng phất một cái, lại biến thành một thanh kiếm. Hoa Thiên Mân lắc đầu nói: "Ngoại trừ ở nơi này của ngươi ra, chưa từng gặp qua ở nơi nào cả." "Vậy ngươi từng gặp qua quyển Trượng Thiên Bộ Thiên Thư này chưa?" Trung Nhạc lại lấy ra một kiện bảo vật từ trên không trung xuống, lên tiếng hỏi. Hoa Thiên Mân cũng lại lắc đầu. Trung Nhạc lại lấy rất nhiều bảo vật thiên đạo, đám thiên thủy thái cực cấn xuống, nhất nhất tra hỏi. Hoa Thiên Mân cũng đều lắc đầu. Nàng nói: "Chỉ từng gặp qua ở nơi này của ngươi thôi." Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ không phải..." "Không phải cái gì vậy?" Hoa Thiên Mân càng thêm hiếu kỳ. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta thấy thiên mạc thân của thiên xuất hiện hai lần, nhìn về phía chúng ta kìa. Nếu hắn muốn giám thị ta, cũng không cần phải xuất hiện hai lần như vậy. Bởi vì thiên mạc có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của ta. Chỉ cần có phục khi tiến vào hư không giới, đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Hắn có thể biết được hết thảy hướng đi của ta, cho nên ta cho rằng hắn không phải là muốn giám thị ta, mà là muốn giám thị ngươi kìa. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi có thể là một lựa chọn khác của thiên. Con đường của ngươi có chút gần giống với con đường của Phong Du Huynh, bất quá lại là hai loại cực đoan khác biệt. Có lẽ ngươi cũng giống như Phong Du Huynh vậy, đều là cơ hội để thiên chạy thoát khỏi bản thể. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều rồi, ngươi chưa từng nhìn thấy qua bảo vật thiên đạo của thiên." Cảm nhận của Hoa Thiên Mân đối với đạo chính là nhạy cảm không cách nào tưởng tượng. Thánh linh thể là thân thiện với đại đạo, mà nàng lại là cảm nhận sâu sắc đối với đại đạo. Phong Hữu Trung nghiên cứu đạo cực kỳ cuồng nhiệt, Hoa Thiên Mân cũng cực kỳ cuồng nhiệt, thường xuyên tẩn du ở bên trong bên ngoài, quên mất luôn về nhục thân của chính mình, cũng khiến cho chính mình nhiều lần tông ngộ hiểm cảnh mà đi lạc. Trong suy nghĩ của Trung Nhạc, thiên muốn cướp đoạt Phong Hữu Trung là vì Phong Hữu Trung là thiên nhân, sau khi bỏ qua hết thảy cảm tình, thứ còn lại chính là sự khát cầu đối với đạo. Chiếm cứ nhục thân của hắn vô cùng có lợi đối với việc thiên thoát đi thân thể chúng sinh tế tự, có thể khiến cho thiên càng tiến thêm được một bước. Bất quá nếu Hoa Thiên Mân cũng có thể thì sao đây? Nàng tiểu nha đầu mơ mơ màng màng này cũng là một sự lựa chọn khác của thiên thì sao? Bất quá Hoa Thiên Mân cảm nhận đối với đạo cực kỳ nhạy cảm, nếu thiên tới giám thị nàng, nhất định sẽ có thiên đạo bị nàng cảm ứng được. Cho nên Trung Nhạc mới lấy ra từng kiện bảo vật thiên đạo, hỏi xem nàng có từng gặp qua hay chưa. Sau khi Hoa Thiên Mân xác nhận chưa từng gặp qua những bảo vật thiên đạo này, lúc này trong lòng Trung Nhạc mới yên tâm xuống. Đột nhiên thân thể Trung Nhạc chật động, nghĩ tới một chuyện, vội vàng lên tiếng hỏi: "Người có bao giờ thấy qua trên thiên không xuất hiện một vết thương, trong vết thương máu chảy đầm đìa hay chưa?" Hoa Thiên Mân lắc đầu nói: "Trong thực tế thì chưa từng thấy qua, bất quá..." Nàng mỉm cười tiếp tục: "Thời điểm ta nằm mơ ngược lại cũng xuất hiện nhìn thấy kìa.
Trên bộ trẻ xuất hiện đây là vết thương, máu chảy đầm đìa, còn có huyết dịch giống như thác nước đổ thẳng xuống dưới kìa. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, giảm xuống sự rung động trong lòng, cơ thịt trên mặt co quắp, miễn cưỡng mỉm cười ôn hòa nói: Người gần đây có hay nằm mơ hay không? Có phát hiện vết thương trên bầu trời đã giảm bớt đi rất nhiều rồi không? Có phải chỉ còn lại có một vết thương hay không? Hoa Thiên Mân gật đầu, càng thêm hiếu kỳ hỏi: Sao ngươi lại biết vậy? Thiên đây là muốn dùng ngươi để bổ thiên rồi. Trung Nhạc cũng không nói ra lời này, trong lòng thầm nghĩ: Kế hoạch thiên nhân không chỉ có một, mục tiêu của thiên còn có biểu muội nữa kìa. Nếu Phong sư huynh bên kia không thành công, biểu muội chính là nhân tuyển thay thế của hắn ta. Không biết thần hậu nương nương có biết việc này hay không đấy? Biểu muội, ngươi có nói qua với thần hậu nương nương việc này hay không? Hoa Thiên Mân lắc lắc đầu, trong lòng Trung Nhạc dâng lên lo lắng. Thần hậu nương nương không biết việc này là bởi vì thiên chưa từng chân chính xuất hiện qua, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Hoa Thiên Mân. Thần hậu nương nương cũng không thể phát giác được, mà Hoa Thiên Mân cũng chưa từng nói với nàng giấc mơ của chính mình. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ: mục tiêu của thiên ngoại trừ Phong Hữu Trung còn có Hoa Thiên Mân nữa. Phong Hữu Trung phải gọi là kế hoạch thiên nhân, mà Hoa Thiên Mân phải gọi là kế hoạch bổ thiên. Cho nên cũng có khả năng thiên sẽ không vì đã thôn phệ Phong Hữu Trung mà sẽ không hạ thủ với Hoa Thiên Mân. Có khả năng cả hai người đều là mục tiêu của hắn, không tồn tại quan hệ thay thế hay bổ sung. Hoa Thiên Mân có cảm giác bén nhạy đối với đạo, hẳn là có thể khiến cho đạo thương cuối cùng của thiên khỏi hẳn, mà Phong Hữu Trung lại là điểm then chốt để thiên có thể thoát ly thân thể chúng sinh tế tự. Đương nhiên cũng có khả năng Hoa Thiên Mân là thay thế phẩm sau khi kế hoạch thiên nhân thất bại. Bất luận như thế nào, nếu ta đã biết được rồi, liền sẽ không để cho kế hoạch của thiên nhân và kế hoạch bổ thiên thành công được. Trung Nhạc định thần trở lại, chuyện này còn cần phải nói cho thần hậu nương nương biết nữa. Bất luận thần hậu nương nương có nguyện ý đứng về bên phía Trung Nhạc hay không, thì nàng nhất định cũng phải đứng ở bên này. Ta cần đích thân đi thánh địa Hoa Tư một chuyến ngay, dùng đồ đăng thần chú liên hệ cũng không an toàn nữa rồi. Trung Nhạc quyết định xong xuôi, vì vậy nói ra một tiếng với đám người Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, rồi lại phân phó rất nhiều tướng lĩnh, lưu lại một đám phân thân của chính mình xử lý chính vụ, điều khiển tổ đình. Lúc này mới khởi hành, dẫn theo Hỗn Độn Vũ, lại dẫn theo Trung Hiếu Văn điều khiển thiên dực cổ thuyền chạy tới Tử Vi. Hai cha con Trung Nhạc, Trung Hiếu Văn đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy phía trước tinh không rực rỡ, dị thường huy hoàng. Phụ thân, chúng ta đi Tử Vi làm gì vậy? À, là do trong Tử Vi có thánh địa Hoa Tư, chính là tổ địa của chúng ta. Lần này, ngươi nhất định phải đi viếng thăm một lần. Trung Nhạc ôn hòa lên tiếng. Hành trình lần này cần tốn hao thời gian mấy năm, ngươi theo ta hảo hảo mà tu luyện. Trung Hiếu Văn có chút sợ muộn, lắc đầu. Mấy ngày nay ta vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, thế nhưng thủy chung không thể làm được, hồn chính là linh kìa. Trung Nhạc du lịch hư không đã trải qua 2-3 năm đằng đẵng. Trung Hiếu Văn đã trưởng thành tới 8 tuổi, nhưng trong thời gian 2 năm này hắn vẫn chưa thể tiến vào đại môn của luyện khí sĩ. Yêu cầu mà Trung Nhạc đưa cho hắn thật sự là quá cao, yêu cầu hắn bỏ qua tu linh, chỉ chuyên tâm tu luyện hồn phách. Rất nhiều thiếu niên nhân tộc cùng tuổi với hắn đều đã thông qua lịch luyện của kiếm môn trở thành luyện khí sĩ, chỉ có một mình hắn là vẫn tiếp tục thối luyện thần hồn. Không vội, vi phụ tới 15 tuổi mới trở thành luyện khí sĩ, người vẫn còn rất nhiều thời gian. Thời gian này người cứ tiếp tục tu luyện, nói không chừng khi tới thánh địa Hoa Tư người đã có thể trở thành luyện khí sĩ được rồi. Hai phụ tử ở trên cổ thuyền chuyên cần khổ luyện. 2 năm sau bọn họ đã tới thần thành thứ 9. Trung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng thần hồn đã luyện tới cực kỳ cường đại. Phù Lê từ xa đã nghênh đón, hắn mỉm cười nói: Chủ công, ngươi là muốn đi thiên đỉnh sao? Lần này ngươi đi thiên đỉnh chính là cực kỳ hung hiểm, Mục Tiên Thiên sẽ không đối xử tử tế với chủ công đâu. Mục Tiên Thiên đã kiến tạo ra một tòa hồng quan ngay đối diện với thần thành thứ 9 của ta kìa, đặt tên là Phục Tướng Quan, ý tứ là trạm kiểm soát trấn áp phục khí, hàng phục thiên thừa tướng kìa. Trung Nhạc cảm thấy buồn cười. Mục Tiên Thiên thật là tính tình trẻ con mà, trấn thủ Phục Tướng Quan là kẻ nào vậy? Là Nung Chất nữ đế kìa. Nung Chất đã thành đế rồi, nhưng bởi vì Tử Vi đã đủ tứ ngữ, không còn đất phong nữa rồi, cho nên Mục Tiên Thiên tạm thời phong nàng làm Phục Tướng Nguyên Quân, trấn phủ Phục Tướng Quan, đợi sau khi đánh bại được vũ trụ cổ lão mới cắt đất phong vương. Lùng Chất đã chế tạo nơi đấy thành một tòa hồng quan nước chảy không lọt, so với thần thành thứ 9 của ta
còn nghiêm mật hơn rất nhiều. Phòng thủ nghiêm mật, tử thủ, để phòng chúng ta tiến công tử vi kìa. Trung Nhạc gật đầu lên tiếng. Không sao cả, quan hệ giữa Long Chất với ta vốn dĩ rất tốt mà. Vừa mới dứt lời, liền để cho Phú Lê khởi động trận đài truyền tống. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới phục tướng quan của tử vi. Thiên dực cổ thuyền vừa mới xuất hiện, một cỗ đế uy hạo đãng đột nhiên trực tiếp đè xuống. Trung Nhạc đưa tay lên ngăn cản đế uy, bảo vệ Trung Hiếu Văn. Hắn mỉm cười nói, Long Chất sư tỷ đã lâu không gặp rồi. Ầm ầm, phục tướng quan bị chấn động cơ hồ là muốn nứt ra. Chỉ thấy Long Chất nữ đế sát khí đằng đằng hiện ra thân người đuôi báo, bảy đạo quang luân sau đầu chuyển động. Đạo quang luân thứ bảy sau đầu nàng là thất đạo luân hồi do vô số thần ma cấu thành, chính là sát trận thất đạo luân hồi mà Trung Nhạc đã sáng tạo cho đại quân thiên đình. Long Chất đúng là đã thành đế, nhưng nàng cũng không có mở ra bí cảnh thứ bảy. Sát trận thất đạo luân hồi của Trung Nhạc vừa vặn có thể bổ toàn điểm này. Trước đây Trung Nhạc truyền thụ trận này cho tướng lĩnh chư quân thiên đình, Long Chất cũng được truyền thụ. Bất quá nàng phản ứng vẫn là hơi chậm một chút, cho tới lúc này vẫn còn có rất nhiều thần binh thần tướng nhao nhao bay lên rơi vào trong đạo luân hồi thứ bảy sau đầu của nàng. Bằng không Trung Nhạc đã không thể tiếp được một kích kia vừa rồi, không chết cũng bị trọng thương. Vị tồn tại đế cấp đã mở ra bí cảnh thứ bảy, tu luyện ra thất đạo luân hồi, uy lực của thần thông sẽ cường đại hơn gấp bội so với tồn tại đế cấp chưa mở ra bí cảnh thứ bảy. Tồn tại đế cấp bình thường căn bản không thể làm gì được Trung Nhạc, nhưng Long Chất thôi động sát trận thất đạo luân hồi đã có thể có được loại thực lực này. Trên thực tế, sát trận thất đạo luân hồi do Trung Nhạc sáng chế đã bị thiên đình liệt vào đệ nhất chiến trận, tất cả các quân đều phải tu tập. Ở dưới chân Trung Nhạc xuất hiện một chiếc cổ thuyền, ngàn cặp cánh chim chấn động gào thét lao tới. Hắn mỉm cười lên tiếng, ta chính là thiên thừa tướng của đế triều, sao lại hạ thủ với ta? Long Chất nữ đế bất chấp nhét toàn bộ thần ma vào trong sát trận thất đạo luân hồi, lập tức bay lên không trung đuổi theo truy sát. Nàng cười lạnh một tiếng nói, bệ hạ có lệnh, phàm là kẻ từ vũ trụ của lão thượng giới kia liền chết chết không luận tối. Thừa tướng, ta cũng là phụng mệnh mà hành sự thôi. Thần thông của hai người va chạm với nhau, Trung Nhạc dâng lên một tiếng, thất đạo luân hồi sau đầu chuyển động, chém rách không gian, dịch chuyển ra ngoài. Thần thức ba động, truyền âm nói, người thật sự muốn giết chết ta sao? Làm dáng một chút là được rồi. Long Chất nữ đế vẫn như cũ, ra sức mà giết tới, không lưu tình chút nào. Đột nhiên thiên dực cổ thuyền của Trung Nhạc chợt chấn động một cái, bay xuyên qua sát trận thất đạo luân hồi của nàng. Sát trận thất đạo luân hồi sau đầu Long Chất nhất thời sụp đổ, khiến cho khí tức của tôn nữ đế này hỗn loạn, đại đạo sụp đổ, lồng ngực buồn bực, miệng phun ra một ngụm máu. Ta đã lưu lại một điểm sơ hở trong sát trận thất đạo luân hồi. Trung Nhạc điều khiển cổ thuyền bay đi xa, mỉm cười nói, người nói cho bệ hạ biết, dùng trận pháp của ta để đối phó với ta, xa xa là không đủ đâu. Long Chất nữ đế dừng bước lại, lắc lắc đầu. Quả nhiên là đã cường đại như vậy rồi. Với thực lực của hắn, nếu ta không dùng sát trận thất đạo luân hồi, căn bản không lưu được hắn ta. Cho dù sử dụng sát trận thất đạo luân hồi cũng không lưu được. Ta đã hoàn toàn toàn lực xuất thủ, vận động đông đảo đại quân, không lưu lại chút vết tích nào. Mục Tiên Thiên cũng không thể nói gì được ta. Nàng lập tức tế khởi đầu đằng thần trụ, thông chi cho thiên đình chuyện Trung Nhạc đã tiến vào tinh vực tử vi. Mục Tiên Thiên nhận được tin tức trong lòng chấn động. Không bao lâu sau đã có thám tử báo lên Tuần Thiên Ti. Tuần Thiên Ti lập tức báo lên cho Mục Tiên Thiên đem chuyện tình hai cha con Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đã tiến vào tử vi đúng sự thật mà bẩm báo cho Mục Tiên Thiên. Tam muội đúng là không lừa gạt ta, nàng quả thật đã xuất thủ toàn lực rồi. Bất quá cái tên tặc nhân phản cốt đã lưu lại sơ hở mà chỉ bản thân hắn mới biết trong sát trận thất đạo luân hồi, cho nên đã thất bại trong găng tấc kia. Mục Tiên Thiên quan sát ghi chép của Tuần Thiên Ti, trong đó có lạc ấn lại tình hình trận chiến giữa Trung Nhạc và Long Chất. Tuần Thiên Ti là một team mà nàng vừa mới thành lập, chuyên phụ trách giám thị do thám các tộc trong thiên hạ. Team này chuyên tuyển chọn ra những đứa trẻ từ trong các tộc từ lúc còn nhỏ đã âm thầm tiến hành bồi dưỡng, sau đấy để cho những đứa trẻ này lèn vào trong các tộc và các đại thế lực, giám thị động tĩnh của các tộc và các đại thế lực. Những thám tử này sẽ trực tiếp báo cáo tin tức cho Tuần Thiên Ti. Trong Tuần Thiên Ti có vô số thần ma ngày đêm không ngừng không nghỉ sưu tập tình báo ở các nơi. Nếu có chuyện đại sự, Tuần Thiên Ti sẽ lập tức thượng bẩm thiên đế. Về phần những chuyện nhỏ tầm thường sẽ do Tuần Thiên Ti tự mình xử lý.
giám thiên ti và tuần thiên ti cũng được liệt vào hai ti, có quyền lực tương đương, đều là dùng để giám sát thiên hạ. Từ sau khi Mục Tiên Tiên thành lập tuần thiên ti, chính vụ mà chính mình cần phải xử lý nhất thời giảm xuống thật lớn, cũng đã có nhiều thời gian tu luyện hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi 100 năm chân thân đã thành được đế. Tuần thiên ti, giám sát cẩn thận cho ta, xem hắn rốt cuộc đã đi qua những nơi nào. Giám thiên ti thì giám sát chặt chẽ hướng đi của hắn ta. Còn nữa, thông chi cho tứ ngữ. À mà khoan, không cần thông chi tứ ngữ đế đâu. Mục Tiên Tiên hạ lệnh phân phó một phen, đợi tuần thiên ti, giám thiên ti tản đi, tôn nữ đế này vẫn như cũ uy nghiêm ngồi yên bất động, mà chân thân ma đạo sau người thì chậm rãi đứng lên. Tầm tư tứ ngữ khó dò. Trường sinh đế tuy nói có giao tình với ta, nhưng dù sao cũng là thánh dược của Phục Vân đạo tôn. Ương tôn đế tâm tư không rõ, Vũ Uy đế và Nhị đế Thái Phùng chỉ vừa mới thành đế không bao lâu, không lưu được hắn, ngược lại chỉ tăng thêm chiếc cười mà thôi. Cho nên vẫn cần ta đích thân đi giết hắn kìa. Cần phải che mặt vào. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Tiên dùng một tấm hắc sa che mặt, lắc mình mà rời khỏi. Cho dù người trong thiên hạ đều biết kẻ che mặt chính là ta, nhưng không mở ra khăn che mặt cũng không kẻ nào dám nói đó chính là ta được. Lúc bấy giờ thiên dực của thuyền lẳng lặng chạy đi. Bên cạnh Trung Nhạc, Trung Hiếu Văn ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, chỉ thấy phụ thân mình sau khi giao phong với một vị đại đế, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không chút gợn sóng, không buồn không vui, trong lòng không khỏi vạn phần bội phục. Cường đại là từng bước một đi lên, thời điểm ta còn ở độ tuổi này của ngươi còn nhỏ yếu hơn ngươi rất nhiều kìa. Trung Nhạc mỉm cười từ tốn nói, cho dù là với tốc độ của thiên dực cổ thuyền, muốn đi tới thánh địa Hoa Tư cũng cần thời gian 1-2 năm. Trên đường đi, Trung Nhạc thỉnh thoảng cũng dừng lại bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu của hắn rộng khắp thiên hạ, đại hội chư đế tương lai giúp hắn kết bạn với những thiên tài siêu quần vật tụy nhất và cường giả các tộc tới từ các nơi trong vũ trụ. Những tồn tại này cũng không phải toàn bộ đều tới từ các đế tộc, phần lớn là cường giả của những thần tộc ma tộc khác, có thể lưu danh trên tương lai chư đế bảng. Đế tộc tương lai sợ rằng số lượng cũng lên tới mấy ngàn. Trung Nhạc dẫn theo Trung Hiếu Văn đi bái phỏng bọn họ. Đối với Trung Hiếu Văn cũng là một trận tu luyện. Mặc dù Trung Hiếu Văn vẫn chưa trở thành luyện khí sĩ, nhưng nhãn giới kiến thức cũng đã siêu việt hơn rất nhiều thần ma. Nhãn giới rộng lớn mới biết thiên địa to lớn, nhãn giới đã gia tăng, để thăng đối với đạo tâm cũng có thể tưởng tượng. Đột nhiên Trung Nhạc chợt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không giới, thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, sao lại ẩn nấp trong hư không giới làm gì? Thần thức của hắn ba động, bay thẳng lên hư không giới. Thần thức biến thành thanh âm vang vọng như sấm, thản nhiên nói: Bệ hạ, vẫn là không nên xuống đây thì tốt hơn. Hiện tại ngươi không lưu được ta, thật sự không lưu được. Thay vì xuống đây sẽ rách mặt với ta, sao không bảo lưu lại vài phần mặt mỏng đi? Cái gì? Mục Tiên Tiên cũng đang ở đây sao? Trong lòng của Hỗn Độn Vũ cả kinh. Mà bên trong hư không giới, chân thân ma đạo Mục Tiên Tiên cười lạnh một tiếng, từ trên thiên ngoại đánh xuống. Nhất thời chỉ thấy bảy đạo trường hà ba động, trong phút chốc đã biến thành bảy đạo tinh hà, vặn vẹo thời không. Bí cảnh nguyên ma, thất đạo luân hồi. Quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển động, thiên dực của thuyền biến mất. Chân thân ma đạo Mục Tiên Tiên đánh vào khoảng không, đảo mắt quan sát bốn phía, lại nhìn lên trên và nhìn xuống dưới, không khỏi thoáng ngẩn người. Hắn hoàn toàn không tìm được thân ảnh của Trung Nhạc. Sao? Đã trở về quá khứ rồi sao? Mục Tiên Tiên cười lạnh một tiếng nữa, đột nhiên thôi động Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, thân hình biến mất, không thấy đâu. Thừa tướng, ngươi không biết Thác Đế cũng đã chuyển thụ Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cho ta rồi sao? Với thực lực đế cảnh của ta, ngươi đừng mơ tưởng mà chạy thoát được. Trung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền, phóng chạy trong thời gian. Trung Hiếu Văn chỉ về phía đuôi thuyền rồi lên tiếng hỏi: Phụ thân, đó là cái gì vậy? À, đó là thời không thú. Ngươi trở về quá khứ, thời điểm mà chính mình vẫn chưa sinh ra, sẽ bị thời gian bài xích, tự nhiên sẽ sản sinh ra thời không thú, buộc ngươi phải trở về hiện tại. Ánh mắt Trung Nhạc lóe lên, nhìn về phía đuôi thuyền, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Ngươi cũng đã tu luyện Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh hay sao? Bất quá thì tính là cái gì đây? Tạo nghệ của ngươi trên hai đạo vũ trụ xa xa không bằng được ta kìa. Sau lưng thời không thú, Mục Tiên Thiên một đường đang giết tới. Trung Nhạc đi tới đuôi thuyền, tâm niệm khẽ động, hai đạo vũ trụ biến thành hai mảnh tiên thiên thần đao. Hai thanh thần đao theo thứ tự chém xuống,
Ngay sau đấy, Thu Đao đứng yên tại chỗ. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên đang lao về phía trước, thân hình đột nhiên khẽ dừng lại một cái, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đấy, thân thể hắn biến mất, không thấy đâu nữa. Hỗn Độn Phủ ở trên thuyền cũng nghi hoặc không thôi hỏi: "Tiên sinh, Mục Tiên Thiên đã đi đâu rồi?" "Hai đao vừa rồi của ta đã chém ra hai loại thần thông, một loại là thần thông không gian, còn một loại là thần thông thời gian. Hai đạo thần thông này, đạo thần thông đầu tiên để hắn tới tương lai 3.000 năm sau, đạo thần thông thứ hai dịch chuyển hắn ra khoảng cách nửa đạo ngân hà." Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng: "Với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể để hắn ra xa như vậy. Dù sao hắn cũng đã tu luyện Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh rồi, rất nhanh sẽ phản ứng kịp, đánh vỡ thần thông của ta kìa. Bất quá tới lúc đấy, hắn đã không thể nắm bắt được khí tức của ta nữa rồi, sẽ không thể men theo tung tích mà tìm được chúng ta." Đúng là như vậy, chỉ trong chốc lát, Mục Tiên Thiên rốt cuộc đã đánh nát thần thông của Trung Nhạc. Chỉ thấy chính mình đang ở trong một phiến tinh vực xa lạ, đáp xuống trên một tòa đại lục ở gần đấy. "Tặc nhân phản cốt đã để chấm tới nơi nào rồi đây?" Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên đảo mắt quan sát bốn phía, thở phào nhẹ nhõm: "Ta vẫn còn ở trong tinh vực tử vi, chỉ là không biết thời gian là quá khứ hay là tương lai thôi. Cần phải đi tới thiên đình hỏi bản thân ta một chút vậy." Hắn đang định rời đi, đột nhiên nghe một đạo thanh âm mỉm cười nói: "Bệ hạ, đã lâu không gặp rồi, sao trên mặt vẫn đeo hắc sa làm gì vậy?" Chân thân ma đạo Mục Tiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, chỉ thấy Trung Nhạc chẳng biết từ lúc nào đã bay tới nơi này, bất quá chỉ là đã thay đổi một khuôn mặt khác mà thôi. "Tặc nhân phản cốt kia." Mục Tiên Thiên xé tấm hắc sa che mặt, lộ ra diện mạo vốn có, cười lạnh một tiếng nói: "Hiện tại là niên đại gì rồi, người đã đẩy ta tới nơi nào?" Trung Nhạc phất tay một cái, trên mặt đất xuất hiện hai cái bồ đoàn, mời hắn ngồi xuống. Mục Tiên Thiên tự biết không làm gì được Trung Nhạc, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt chớp động lên tiếng: "Người hiện tại đã là đế cảnh rồi sao? Ta cảm nhận được đế uy của ngươi, vậy lúc này chính là tương lai rồi. Người có thể xuất hiện ở nơi này, xem ra ta cũng không làm gì được ngươi." "Bệ hạ, Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của ngươi không được hoàn chỉnh, hắc đế vẫn là đã lưu lại một tay rồi." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, trước mặt chợt xuất hiện một chiếc ngọc kỷ, bên trên có trà có rượu. Hắn lên tiếng: "Bệ hạ uống trà hay là uống rượu đấy?" "Uống rượu, cơm no rượu say dễ giết người." Mục Tiên Thiên cười hăng hắc nói. Trung Nhạc rót rượu cho hắn rồi cũng lên tiếng: "Nếu như bệ hạ đạt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh hoàn chỉnh, vậy chỉ cần liếc mắt thôi sẽ có thể nhìn ra đây là quá khứ hay là tương lai, là quá khứ bao nhiêu năm hay là tương lai bao nhiêu năm, vô cùng rõ ràng kìa." Mục Tiên Thiên mỉm cười: "Ta biết rõ hắn không có hảo ý gì, không chịu truyền bản hoàn chỉnh cho ta. Bất quá thực lực hiện tại của ngươi không tầm thường, sao nhìn thấy ta lại không thống hạ sát thủ vậy? Với thực lực hiện tại của ngươi, nếu đột nhiên đánh lén ta, chỉ sợ ta không chết cũng bị trọng thương. Ngươi giết chết chân thân ma đạo ta ở đây, ta muốn khôi phục trở lại tất nhiên cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Ngươi ở quá khứ sẽ có thể bớt đi rất nhiều áp lực rồi." "Bệ hạ, ta là tới đây để gặp bán, chứ không phải là để giết người." Trung Nhạc uống rượu, mỉm cười nói: "Nếu hiện tại ta giết ngươi, chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi rồi hay sao? Chúng ta dù sao cũng là quân thần nhiều năm, hơn nữa cũng tính là vừa địch vừa bán, nửa cái bằng hữu kìa. Ta sẽ không thừa dịp ngươi đơn độc mà xuất thủ với ngươi đâu." Mục Tiên Thiên tán thưởng: "Thật không nhìn ra Dịch tiên sinh xảo trá quỷ quyệt, lại có một bộ mặt quang minh lỗi lạc như vậy. Được, hôm nay chúng ta không nói tới chuyện địch bán, uống rượu nói chuyện phiếm là được rồi." Hai người ngồi đối diện uống rượu, nhắc tới những chuyện cũ trước đây, bắt đầu nói tới một vài sự tình giữa Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên năm xưa. Có lúc cười ha hả, có lúc lại phiền muộn thở dài. "Nếu chúng ta không phải là địch nhân thì tốt biết bao." Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, lên tiếng nói. Trung Nhạc cũng lắc đầu: "Ngươi và ta đã định trước nhất định là địch nhân rồi. Bất luận là hành vi của Hắc Đế Sư Tôn ngươi hay là hành vi của ngươi, thì ngươi và ta từ lúc mới bắt đầu đã là địch nhân của nhau rồi. Hơn nữa, bệ hạ chưa từng tin tưởng qua bất luận kẻ nào cả, cho dù là Tử Quang Quân Vương cũng là như vậy. Ngươi cũng chưa từng hoàn toàn tín nhiệm qua, không phải hay sao?" Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người, ánh mắt trở nên sắc bén, lắc lắc đầu rồi mỉm cười nói: "Chậm... bệ hạ trở về đi thôi." Trong mi tâm Trung Nhạc chợt chém ra một thanh thần đao, chém xuống bên cạnh Mục Tiên Thiên.
Một đao này vừa rơi xuống, Mục Tiên Thiên nhất thời bị thời không loạn lưu do đao quang kia nhấc lên hấp dẫn, xoạt một tiếng bị kéo vào trong đấy. Trung Nhạc đứng dậy, phất đống tay áo một cái, hết thảy bộ đoàn và ngọc kỷ đều biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn cất bước rời đi, đi tới Thiên Đình Tử Vi. Bệ hạ đi đâu vậy? Âm Phần Huyên tiến ra nghênh đón, nàng mỉm cười hỏi. Trung Nhạc ở tương lai khẽ mỉm cười, lại có mấy phần phiền muộn, nhẹ giọng nói: "À, ta đi gặp một vị cô hữu thôi. Ta tính toán thời gian, hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi đấy. Quả nhiên đã nhìn thấy hắn ta, đã uống với hắn vài ly rượu rồi." Mà ở đầu bên kia, Thiên Dực cổ thuyền khẽ dừng lại một chút, đã về tới thời không hiện tại. Cha con của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ rời thuyền, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thánh địa Hoa Tư. Hoa Tư thị mặc dù đã xuống dốc, nhưng khí phái vẫn như cũ phi phàm, cảnh sắc tú lệ. "Nơi này chính là tổ địa của Phục Hy thị chúng ta kìa." Trung Nhạc vuốt ve cái đầu nhỏ của Trung Hiếu Văn, hắn mỉm cười nói: "Năm xưa, mẫu thân Hoa Tư của tiên tổ Đại Toái chính là tiên thiên thần được sinh ra ở nơi này." Trung Hiếu Văn nhất thời nghiêm nghị đi theo Trung Nhạc tiến vào thánh địa Hoa Tư. "Ồ, ngươi sinh hài tử rồi sao?" Bỗng một đám nữ tử Hoa Tư thị từ xa xông tới, nhao nhao quan sát Trung Hiếu Văn, mồm năm miệng mười mà lên tiếng nói: "Sinh với ai vậy? Là Thiến Mân sao? Các người vẫn chưa chính thức là thành thân, sao có thể cái dạng này được? Ngay cả hài tử mà cũng đã sinh rồi kìa. Lại là một nam hài, sao không phải là nữ hài?" Trung Nhạc nhất thời đau đầu, vội vàng xin tha nói: "Các vị tỷ tỷ, đây là hài tử mà ta sinh ra với người khác kìa." Sắc mặt của đám nữ tử Hoa Tư thị nhao nhao chuyển lạnh, phẩy ống tay áo rồi bỏ đi. Nam nhân chê hoa gẹo nguyệt mà. Sắc mặt Trung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng, không nói lời nào. Khi vào trong thánh địa Hoa Tư, thần hậu nương nương hết sức ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: "Tiểu Phục Hy, người dẫn con trai ngươi tới rồi ư? Hắn là huyết mạch của hai vị tiên thiên thần sao? Ồ, không đúng, còn thiếu một chút nữa kìa. Ta còn tưởng có thể sánh với đại toại cơ kìa." Trung Nhạc vô cùng khâm phục, đúng là hắn còn thiếu chút nữa mới có thể nghịch chuyển tiên thiên tu thành tiên thiên thần. Còn Nguyệt Thần thì đã là tiên thiên thần. Đại Toại là con của Hoa Tư và Lôi Trạch, con của hai vị tiên thiên thần mạnh nhất đương nhiên là không tầm thường. Tư chất của Trung Hiếu Văn còn thua kém Đại Toại, dù sao Nguyệt Thần cũng là tiên thiên thần sinh ra từ tế tự, thua kém tiên thiên thần ma do trời đất sinh ra. Còn tiên thiên thần huyết của Trung Nhạc thì không bằng Lôi Trạch và Hoa Tư được. "Người tới gặp ta là đưa con trai tới tổ địa hay sao?" Thần hậu nương nương cười hỏi: "Người dạy dỗ kiểu gì vậy? Con trai ngươi còn chưa phải là luyện khí sĩ kìa, tổn hại tới uy danh của thiên thừa tướng ngươi rồi." Trung Nhạc cúi người thi lễ: "Ta định để cho nó đi theo con đường của ta, chỉ tu thần hồn không tu linh. Lần này đưa nó tới cũng là để cho nó mở mang tầm mắt, tới tổ địa cũng là nhận tổ quy tông thôi." Thần hậu nương nương ban ngồi rồi lên tiếng: "Người có con, có cháu cũng là chuyện tốt rồi. Nơi đây là tổ địa của Phục Hy thị các ngươi, cứ để cho hắn ở đây tu hành một thời gian đi. Thánh địa Hoa Tư thị mở ra cho hắn và lịch luyện tu hành." Trung Nhạc mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Thần hậu nương nương xua tay nói: "Nhưng chắc chắn ngươi cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Ngươi yêu cầu hắn quá cao thì sợ ngược lại sẽ làm hắn nhỡ nhàng. Không tu linh chỉ tu thần hồn, dùng hồn phách làm nguyên thần, trở thành luyện khí sĩ. Sau này nguyên thần thuần dương, nguyên thần tiên thiên là có thể đi theo con đường của ngươi. Nhưng ngươi có biết con đường đó khó khăn như thế nào không?" Nàng cười rồi nói tiếp: "Ngươi trải qua vô số cửa ải sinh tử mới tới được một ngày hôm nay. Cho dù tư chất của Hiếu Văn hơn ngươi, ngộ tính hơn ngươi, nhưng những cái ngươi trải qua hắn không thể trải qua được nữa rồi. Vì thế hắn chưa chắc đã được giống ngươi." Trung Nhạc chần chừ một chút rồi nói: "Nương nương dạy phái, nếu nó không thể dùng thần hồn tu thành luyện khí sĩ thì để cho nó quan tưởng tuệ hoàng, tu thành nhật nguyệt song linh cũng được." Thần hậu nương nương nhìn Trung Hiếu Văn rồi lên tiếng: "Ngươi phải nhớ kỹ, thành tựu của trang ngươi quá lớn sẽ như một ngọn núi lớn đè lên ngươi kìa. Sau này ngươi sẽ nảy sinh suy nghĩ cho dù có nỗ lực như thế nào cũng không thoát khỏi cái bóng của trang ngươi. Lúc đó ngươi phải có cầu đạo chi tâm, vấn đạo chi tâm cực kỳ rào dai, phá vỡ lớp sương mù trong tim đấy, như vậy mới thoát khỏi được bóng đen kia." Trung Hiếu Văn cúi người vâng dạ. Thần hậu nương nương vỗ vỗ tay,
bảo một nữ tử Hoa Tư thị dẫn hắn tới hai thánh địa lớn trong Hoa Tư thánh địa tu luyện. Trung Nhạc trầm ngâm nói với Hỗn Độn Vũ: "Vũ sư huynh, chi bằng huynh hãy tránh đi một chút đi." Hỗn Độn Vũ có chút chần chừ, Thần Hậu nương nương cười: "Hỗn Độn thị ở lại cũng không sao cả. Hỗn Độn thị trước nay đều không tham dự tranh chấp trong thiên hạ, người có gì cứ nói đi." Trung Nhạc tìm kẽ động, phong tỏa đại điện trước, chặn mọi thiên địa. Lúc này mới nói ra suy đoán của mình. Thần Hậu nương nương tim kẽ run lên: "Bảo nữ Hoa nương nương tương lai của tộc ta vá trở hay sao? Gan to thật mà." "Nương nương có phải là đối thủ của thiên không vậy?" Thần Hậu nương nương do dự rồi lắc đầu. Trung Nhạc tim trùng xuống. Thần Hậu nương nương phì cười: "Hoa Thiên Mẫn là phu nhân của ngươi, là nương tử của ngươi, ngươi lo lắng vậy làm gì? Đương nhiên là ngươi sẽ giải quyết chuyện này rồi. Hoa Tư thị ta ở bên cạnh đánh trống cổ vũ cho ngươi là được rồi." Nghe vậy, Trung Nhạc đen mặt lại. Thần Hậu nương nương rõ ràng tự thấy mình không phải đối thủ của thiên, lại không muốn đánh cược vận mệnh của cả chủng tộc Hoa Tư thị, nên định đùn đẩy cho hắn đi đối phó với thiên. "Nương nương, cho dù ta dứt biểu muội, sau này biểu muội cũng thường xuyên tới Hoa Tư thị, phu thê ở bên cạnh nhau ít đi, chia ly thì nhiều, dù sao nàng cũng là Hoa Tư thị chi chủ." Trung Nhạc cười nhẹ rồi lên tiếng tiếp tục nói: "Nương nương nhẫn tâm nhìn Hoa Tư thị chi chủ tương lai bị mất mạng trong tay thiên hay sao? Đường đường là tiên thiên thần, sinh ra từ tiên thiên, lại sợ thần sinh ra từ hậu thiên tế tự hay sao?" Thần Hậu nương nương cười khẩy: "Người đang khích tướng ta sao?" Trung Nhạc gật đầu: "Đúng vậy." Thần Hậu nương nương nghẹn lời, đột nhiên phì cười: "Thôi được rồi, ta trúng kế này của ngươi là được chứ gì? Thiên chỉ là tiểu nhi, chẳng qua chỉ là mượn chúng sinh chi lực nên mới vênh váo như vậy thôi. Ta cũng không thích hắn từ lâu rồi. Tốt xấu gì ta cũng từng là thiên hoàng đế, lẽ nào lại không có thái độ gì sao? Người đối phó với thiên, ta hạ thủ cùng ngươi." Trung Nhạc trầm mặc không nói. Một lúc sau đột nhiên nước mắt tuôn như mưa. Thần Hậu nương nương tức giận: "Người khóc cái gì chứ?" Trung Nhạc nói: "Ta đột nhiên nghĩ nếu ta chết rồi, còn lại cô nhi quả phụ biểu muội bọn họ không nơi nương tựa kìa, ta bất giác đau lòng rơi lệ." Thần Hậu nương nương nghe vậy thì đại nộ: "Ngươi đừng hỏng lừa ta, Hiếu Văn không phải là do Mân Nhi sinh ra, rõ ràng là ngươi cùng một vị tiên thiên thần được hậu thiên tế tự sinh ra, còn định dùng nước mắt lừa ta hay sao?" Trung Nhạc nghẹn ngào: "Nhưng biểu muội có rồi." "Ngươi lừa ta?" Thần Hậu nương nương cười khẩy: "Nó và ngươi còn chưa có thành thân, các ngươi chưa thành thân mà đã làm bừa rồi sao? Không đúng, nếu nó có chắc chắn sẽ cho ta biết kìa, ngươi lại lừa ta." Trung Nhạc nét mặt đầy áy náy nói: "Chỉ là tình khó kiềm nén gây ra chuyện ngu ngốc mà thôi. Ta đang nghĩ Phục Hy thị ta chỉ còn lại có ta và tiểu nhi, rồi lại ở nơi cương vực rộng lớn như vũ trụ cổ này, trong tay không binh không tướng, cô độc như vậy, tất cả phải dựa vào một nhà già trẻ ta. Nhỡ chẳng may có gì bất chắc, không phải cả nhà già trẻ đều trốn thây ở đây hay sao? Còn thông gia căn cơ hùng hậu, nhưng một tiếng miếng cơm thừa cũng không cho chúng ta, đói chết một nhà già trẻ chúng ta kìa." Thần Hậu nương nương nghe vậy tức quá lại cười: "Ta biết ngươi đang lừa ta mà, được rồi, thu nước mắt cá sấu của ngươi lại đi, đúng là rẻ tiền, nói tới là tới kìa." Nàng ta trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Lôi Trạch thị phái cửu tử Trắc Long, còn người bên này chỉ phái ra Mân Nhi, đúng là có phần lạnh nhạt ngươi rồi, có hơi bạc tình một chút xíu rồi." "Cũng được, ta cho ngươi 3000 hoa tư." Trung Nhạc chần chừ: "Nương nương, nước mắt của tộc trưởng Phục Quy thị chỉ đáng 3000 thôi sao? Hơi ít kìa." "Không ít đâu." Thần Hậu nương nương đứng dậy rồi thở dài: 3000 thật sự không ít. Người nghĩ Hoa Tư thị ta có bao nhiêu tộc nhân đấy? Hoa Tư thị ta đều là nữ nhân cả. Nữ nhi thân phải liên hôn với tộc khác, huyết mạch chấn áp đối phương, sinh ra nữ nhi mới có thể nối tiếp Hoa Tư thần tộc được. Mấy năm nay Hoa Tư thị ta vì duy trì huyết mạch thuần tính, không bị ngoại tộc trà trộn, đã hy sinh rất nhiều, rất nhiều, tới mức người có biết hay không, nhân đinh của Hoa Tư thị ta hiện giờ chỉ có 100000 mà thôi. Nàng tới trước Trung Nhạc, ánh mắt sâu thẳm rồi nói: "Có rất nhiều nữ nhi Hoa Tư thị cả đời không gả đi, chính là để đề phòng ngoại tộc trà trộn vào, khiến cho nhân đinh Hoa Tư thị ta hiện giờ ít đi rất nhiều. Tộc trưởng hiện nay của Hoa Tư thị
cũng vô năng, không tinh thông lục đạo, vẫn là bị không ít ngoại tộc trà trộn vào, chuyển thế vào hoa tư thí, vào cao tầng hoa tư thí, suýt chút nữa đã hạ bệ tộc trưởng. Người nghĩ thời gian qua ta không làm gì cả hay sao? Nàng ta lại lạnh lùng nói tiếp, ta chỉ dùng một vài thủ đoạn đế hoàng trừ bỏ những thứ đó mà thôi, nhưng đã động tới lợi ích của rất nhiều kẻ, chúng đã uy hiếp tới ta, đúng là hỗn xược mà. Năm đó khi ta làm thiên hoàng đế, có kẻ nào dám thở mạnh trước mặt ta đâu. Thần hậu nương nương nổi trận lôi đình, bất giác lộ ra sự uy nghiêm của thiên hoàng đế hùng bá một thời năm xưa, đúng là đế uy hùng hồn, khiến cho Trung Nhạc cũng phải kinh hãi. Là địa hoàng chấn áp một thời đại địa kỷ, lẽ nào lại không có uy nghiêm hay sao? Hậu thổ nương nương tách ra cấn thân thần hậu, cũng tách ra đế hoàng chi khí, đế hoàng chi uy ra. Thần hậu nương nương bình thường luôn hòa nhã vui vẻ, nhưng khi nổi giận đúng là dọa người. 3000 hoa tư không thể nhiều hơn được. Thần hậu nương nương nhìn hắn, ánh mắt chứa thần quang. Ta biết ngươi nhiều tướng mà ít quân, nhưng hoa tư thị ta cũng cần phải giữ hỏa chúng. 3000 hoa tư trong ngươi đều là tinh nhuệ cả. Ngươi nên biết rằng ta và ngươi dù sao cũng là chủng tộc thông gia, có cho nhiều như thế nào cũng không bằng tự giành được kìa. Trung Nhạc cúi người cảm tạ. Thần hậu nương nương nửa cười nửa không, cố gắng mà sinh thôi đi. Trung Nhạc suýt nữa thì ức chết, mặt đỏ phừng phừng. Thần hậu nương nương cười, từ xưa tới nay vì bảo vệ huyết mạch thuần tịnh cho chủng tộc liên hôn tốt nhất chính là Phục Hy. Phục Hy thị ngươi nếu trở thành một đại chủng tộc, liên hôn với nữ nhi của tộc ta, sinh ra nam là Phục Hy, sinh nữ là Hoa Tư. Hoa Tư thị ta tự nhiên là sẽ lớn mạnh. Tộc ngươi hưng vượng mức nào thì tộc ta cũng hưng vượng như vậy. Tộc ngươi suy bại tộc ta thì cũng suy bại. Cố gắng sinh sôi đi, tộc trưởng Phục Hy thị. Hỗn Độn Vũ ở bên cạnh ghi lại lời nói này. Con người dùng nước mắt lừa thần hậu nương nương, lừa được 3000 hoa tư thí, dùng để sinh con đàn cháu đống kìa. Trung Nhạc lướt thấy bất giác liền đại nộ, Vũ sư huynh sai rồi, ta là đang mượn quân, không phải dùng để sinh sán. Hỗn Độn Vũ gãi đầu liền ra hỏi, ồ không phải lấp đầy hậu cung sinh ra Phục Hy và hoa tư hay sao? Trung Nhạc nộ khí xung quan, ta đừng như là không phải. Hỗn Độn Vũ nghĩ nghĩ rồi ghi thêm một dòng, đại để là Trung Nhạc phản bác thế nào, không thừa nhận ra sao, vân vân và mây mây. Trung Nhạc cũng chỉ đành bất lực. Sau này nếu ta chấp xử, chắc chắn sẽ không dùng huynh đâu. Thần hậu nương nương chọn ra 3000 tộc nhân hoa tư thị, đều là nữ tử, như hoa như ngọc, yêu kiều gợi cảm. Nàng ta lên tiếng, Hiếu Văn tới chỗ ta, đương nhiên không thể để cho hắn rời đi như vậy được. Để hắn ở chỗ ta vài năm, làm quen với sự ảo diệu của huyết mạch hoa tư thị, sau đấy ta sẽ đưa hắn về tổ đình của ngươi. Trung Nhạc cảm tạ, tìm Trung Hiếu Văn, phụ tử dặn dò vài câu, theo thái tổ nãy nãy tu hành cho tốt vào, vài năm nữa rồi về với ta. Trước khi khai luân phải trở về, vi phụ giúp con mở thất đại bí cảnh. Trung Hiếu Văn có phần không nỡ, phụ tử hai người từ biệt. Trung Nhạc nhìn thần hậu nương nương chần chừ nói, nương nương, sư muội và sư tỷ ta. Thần hậu nương nương phì cười, đã lên thuyền đợi ngươi rồi, họ theo ta tu hành không chịu nhiều khổ đâu, mau đi đi, châu giống của Phục Hy thị. À mà đúng rồi, ta đã truyền thụ cho họ đế kích chi thuật rồi, ngươi đi đi. Trung Nhạc đỏ mặt bái tạ lần nữa rồi lên thuyền. Trên thuyền đã có 3000 nữ tử hoa tư thị nhân xả thân, mỗi người đều ăn vận đẹp đẽ khiến người ta hoa mắt. Trung Nhạc nhìn quanh, quả nhiên thấy hai thân ảnh quen thuộc, vội vàng tiến tới. Nam nhân phong lưu đa tỉnh tới rồi. Đột nhiên một thiếu nữ chỉ hắn, che miệng kêu lên. Trung Nhạc mặt đỏ phừng, ngượng ngùng nói, sư tỷ, tỷ đừng đùa vậy. Lại nói, cố nhân trùng phùng đương nhiên là có nhiều chuyện để nói. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi quân Tư Tà đã mấy trăm năm xa cách không gặp, tuy tình cũ vẫn còn đấy, nhưng dù sao cũng có chút xa lạ dần. Trung Nhạc từng hai lần mời họ đi tới đại hội chư đế tương lai, thế nhưng cả hai đều không tới được. Chắc hẳn theo thần hậu nương nương tu luyện không kịp tới. Ký ức xa xưa được gợi lại, ba người đều có phần cảm khái. Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi nhìn Trung Nhạc thì thấy thiếu niên năm nào đã có chút dấu hiệu tuổi tác. Hắn nhìn vẫn trẻ như xưa, chỉ là tâm cảnh có được sau khi kinh qua thế sự bất giác liền tỏa ra, giống như rượu mạnh cay nồng trước kia giờ trở thành hũ rượu lắng đọng vị của thời gian. Thời gian của Trung Nhạc đã trải qua những gì đây? Trong thời gian lịch luyện ở Hoa Tư Thánh Địa, họ cũng được nghe qua tin tức của hắn.
Quân Tư Tả có phần giữ kẽ, còn Khâu Cấm Nhi thì không để ý nhiều, liên tục hỏi thăm chuyện về Dịch tiên sinh qua các sư tỷ sư muội. Mỗi khi nghe được tin tốt là vui vẻ hớn hở, nghe tin xấu là lo lắng không yên. Nàng không biết che giấu cảm xúc, đến mức cả sư tỷ sư muội thường cố tình nói tin xấu dọa nàng. Thời gian qua, nỗi nhớ giống như căn bệnh dai dẳng đeo bám các nàng, khiến họ phải lo nghĩ. Chỉ là Trung Nhạc vẫn ở ngoài phiêu bạt, chỉ có các sư tỷ sư muội thi thoảng đem tin tức tới. Nhưng các sư tỷ sư muội Hoa Tư Thị cũng không thường xuyên ra ngoài, khiến các nàng càng thêm lo lắng. Mỗi khi đi hỏi thần hậu nương nương có hạ sơn hay không thì thần hậu nương nương toàn là lắc đầu. Các người quá yếu, đi gây rối thêm hay sao? Thần hậu nương nương nói như vậy với hai nàng, họ càng thêm chăm chỉ khổ tu, cũng từng vào sinh ra tử, trùng trùng nguy hiểm. Tuy họ không phải thể chất nghịch thiên như thánh linh thể, thế nhưng cũng là linh thể tư chất bất phàm. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, họ quyết định xóa bỏ huyết mạch Lôi Trạch trong huyết mạch của chính mình, chỉ để lại Hoa Tư thần huyết, biến mình thành Hoa Tư Thị thuần chủng. Thần hậu nương nương đích thân dẫn họ tới Thế Ngoại Chi Địa, giải trừ huyết mạch phong ấn cho họ để họ trở thành một nửa Hoa Tư. Họ lại bắt đầu lo lắng sợ mình biến thành thế này Trung Nhạc sẽ không nhận ra. Hoa Tư Thị phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, trong tộc có rất nhiều ngoại tộc, những ngoại tộc này đầu thai vào Hoa Tư. Thần hậu nương nương lo liều lĩnh động thủ trừ bỏ họ thì sẽ khiến cho chủng tộc chia rẽ, thế là ngấm ngầm vạch kế hoạch. Tỷ muội Hoa Tư Thị gánh vác rất nhiều nhiệm vụ ngầm, họ cũng phụng mệnh tham gia, trải qua không ít sự giết chóc. Họ bắt đầu từ tinh vực mà Hoa Tư Thị khống chế, loại bỏ các ngoại tộc ở đấy, rồi lại trừ các thế lực dựa vào ngoại tộc, hơn nữa còn gặp phải những kẻ đáng sợ phẫn nộ đánh tới, cũng may có thần hậu nương nương chặn lại. Thời gian qua họ theo thần hậu nương nương bình định nỗi lo trong Hoa Tư, nhưng nỗi khổ họ phải trải qua không cho người ngoài biết được mà thôi. Nữ tử Hoa Tư Thị huyên náo ở trên thuyền, có những nha đầu lần đầu đi xa vô cùng hiếu kỳ, có người chạy qua chạy lại lên trên thuyền, có người thì bơi tới long khẩu ở mũi thuyền nhìn ra xa, có người thì lại bơi ra cánh của thuyền rồi lại bị đánh bay đi. Trung Nhạc vội ra tay cứu không ít thiếu nữ tò mò đó lại. Hỗn Độn Vũ cũng bị không ít thiếu nữ vây quanh, Tạo Vật Chủ trẻ tuổi của Hỗn Độn Thị đỏ mặt, thân người cứng đờ đứng ở đấy như cái đinh đóng chặt ở trên thuyền, không dám động đậy gì. Mặc dù các thiếu nữ cứ dò dẫm nghiên cứu sự khác biệt giữa nam và nữ. Náo nhiệt một trận, các nữ tử Hoa Tư Thị lại ào ào kéo vào khoang thuyền tìm phòng của chính mình. Trung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà vẫn ở bên ngoài. Trung Nhạc nhìn về phía xa, bầu tinh không lấp lánh, Khâu Cấm Nhi tò mò nói: "Sư ca, đang nhìn gì vậy?" "À, nhìn các nàng trong ký ức của ta, các nàng..." Trung Nhạc đột nhiên nói: "Gả cho ta đi, các nàng gả hết cho ta đi, chúng ta đừng kéo dài thêm nữa. Người có được bao nhiêu năm thọ mệnh đây? Hơn 10 tuổi là phải thành thân lấy vợ sinh con rồi, vội vàng trăm năm là xuống đất vàng. Thọ mệnh của thần ma cũng có hạn, không thể nào tồn tại mãi như bầu tinh không kia được. Tại sao lại phải đợi khi chúng ta già rồi, gả cho ta rồi chúng ta thành thân thôi?" "Sư ca, được." Khâu Cấm Nhi buột miệng, Quân Tư Tà trợn mắt lên tiếng: "Sư muội à, muội đồng ý nhanh quá thì phải." "Thế nhưng Quân tỷ tỷ, chúng ta theo sư ca rời khỏi tổ tinh, không phải đợi thời khắc này hay sao?" Khâu Cấm Nhi không hiểu nói: "Tại sao bây giờ lại phải thoái thác đây?" Quân Tư Tà nghe vậy khựng người, đột nhiên nhớ lại ngày rời khỏi tổ tinh, nàng ở trên đỉnh núi Kiếm Môn. Trung Nhạc nhìn về phía nàng hỏi có muốn cùng đi với hắn hay không. Khi đó nàng do dự, vẫn là một câu nói của Thủy Tử An đã đánh thức nàng. Tuy nàng là môn chủ Kiếm Môn đại khí, nhưng vẫn hoang mang chủ trừ với chuyện của bản thân mình. Thủy Tử An nói: "Môn chủ, đừng để cả đời phải hối hận." Nếu năm đó nàng giữ kẽ, lúc này liệu có thấy được thiếu niên lưng cánh tương lao đi trong nơi hoang dã, tránh sự truy sát của yêu ma đó hay không đây? Có lẽ nàng chỉ có thể cô độc cả đời bên trong Kiếm Môn, ngưỡng vọng sự hạnh phúc của họ mà thôi. Khi đó hắn còn nhớ tới sư tỷ là nàng hay không, chắc chắn chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới mà thôi. Tại sao lại do dự với hạnh phúc của cả đời mình đây? Quân Tư Tả cúi đầu nở một nụ cười. Nghìn đôi cánh của con thuyền chuyển động, lặng lẽ bơi vào bầu tinh không vô tận. Những vì sao dần tiến tới gần, càng ngày càng lớn và sáng hơn, rồi lướt qua con thuyền. Có vài nữ tử Hoa Tư Thị trên thuyền răng lưới vật sao kéo lên thuyền. Còn có những nữ tử thu thập lô đình trong bầu tinh không, luyện thành ánh sáng, thành cầu vồng. Họ đang dùng mặt trời đốt đèn, chuẩn bị răng đèn kết hoa cho tân nhân. Hỗn Độn Vũ cũng ghi lại việc này. "Con người được phái tới nhà Thái Tổ nãy nãy, nhân cơ hội nạp hai phi, thành thân trong bầu tinh không tử vi.
tân hôn yến nhĩ, phu phụ hài hòa, thật là đại duyệt. Trên mũi thuyền, Khâu Cấm Nhi nhìn tinh quang ở phía xa, thấy tinh hà uốn quanh, hướng đi của họ không phải tới thiên đình hay vũ trụ cổ, mà là một vùng tinh vực xa lạ. Khó hiểu, nàng lên tiếng hỏi: Sư ca, chúng ta đi đâu vậy? À, tới Lôi Trạch ở Tử Vi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, cười nói: Có được 3000 hoa tư từ thần hậu nương nương thì chưa biết chừng đòi được nhiều cường giả hơn nữa từ Trác Long kìa. Trác Long hảo phóng, đảm bảo sẽ cho nhiều hơn thần hậu nương nương. Khâu Cấm Nhi le lưỡi, Quân Tư Tả bên cạnh cười. Sau đó quay lại nói với nương nương: Người xem, Lôi Trạch cho nhiều hơn kìa, chắc chắn nương nương sẽ nghiến răng nghiến lợi lại cho thêm vài nghìn người nữa kìa. Khâu Cấm Nhi nghe vậy phì cười: Ta lại cảm thấy chắc nương nương sẽ không cho đâu. Sư ca mà quay lại chắc chắn không gặp được người. Quân Tư Tả nghĩ rồi gật đầu nói: Nương nương rất nhẹ bén, nếu thấy người quay lại chắc chắn là biết ý đồ và sẽ không gặp người đâu. Sau vài năm cuối cùng cũng đã tới Lôi Trạch ở Tử Vi. Lôi Trạch thánh địa là một trong các thánh địa cổ xưa nhất. Tòa thánh địa này vào thời kỳ cuối của thời đại Phục Môn Đạo Tôn đã bị Lôi Trạch chia làm hai, một phần rơi vào Lôi Trạch lục đạo biến thành cổ Lôi Trạch giới, phần còn lại thì dịch chuyển tới Tử Vi tinh vực. Lôi Trạch thị ở Lôi Trạch lục đạo giới đã suy tàn, bị ngoại tộc xâm chiếm nghiêm trọng. Lôi Trạch thị chân chính thì có lòng nắm quyền. Sau khi lão tộc trưởng chết đi, vẫn là thế thân quá khứ của Trung Nhạc, là cổ nhạc dẫn dắt những kẻ vô pháp vô thiên đánh tới Lôi Trạch lục đạo giới, huyết tẩy ngoại tộc ở đấy, giữ vững của Lôi Trạch giới. Lôi Trạch ở Tử Vi cũng bị xâm chiếm nghiêm trọng, có không ít ngoại tộc đầu thai vào Lôi Trạch thị. Lôi Trạch thị hiện nay tiêu điều hơn Hoa Tư thị rất nhiều, không ưng vượng bằng Hoa Tư thị. Trong điều này chắc chắn có nguyên nhân là do Thủy Long chết ở thời đại hắc ám, Trác Long khó lòng nắm giữ đại cục, cũng có lý do là Lôi Trạch tâm tư không bằng Hoa Tư thị, mưu lược cũng thua kém. Nhưng rắn chết còn có nọc, huống hồ còn có tin đồn Lôi Trạch cổ thần đã tu thành đạo thần, cao cử đạo giới. Hậu duệ Lôi Trạch ngoài Yểm Tư thị, Phục Khi thị ra thì còn có rất nhiều đại tộc khác nữa, thậm chí cả vương tộc đều là hậu duệ của họ. Lôi Trạch thị đến nay vẫn không thể coi thường là một đại thế lực ở Tử Vi. Trung Nhạc trước kia lo rằng dính tới quan hệ với Lôi Trạch thì sẽ liên lụy tới tổ địa, vì thế trong đế tranh không hề nhờ Lôi Trạch thị cứu viện. Nhưng giờ tin hắn là Phục Khi tuy không phải cả thiên hạ đều biết, nhưng những ai thuộc đế cảnh cũng đều đã biết cả rồi. Vì thế cho dù hắn không nhờ tới Lôi Trạch thị thì những người đó cũng cho rằng Lôi Trạch thị sẽ đứng về phía hắn. Bất chi bất giác con thuyền cổ đã vào tinh vực mà Lôi Trạch thị quản lý. Trung Nhạc nhíu mày, thấy tinh vực Lôi Trạch thị có phần rối loạn, rất nhiều tòa thành to hơn cả tinh cầu xây dựng không vào hàng lối gì cả. Còn những tòa thành còn hình dạng quái dị, tiếp tục xây dựng trên khung xương của con cự long, thậm chí còn có tòa thành còn dựng trên đầu rồng khổng lồ, rất nhiều cự long chui ra chui vào từ thất khiếu của đầu rồng. Những tòa thành này cũng rất đặc sắc, cung điện nguy nga, trên tường khắc các loại long văn khổng lồ, các loại hoa văn rồng, cũng có rất nhiều bức tượng cự long đủ loại mọi hình dạng, có con uốn mình, có con đang bay, có con nằm phủ phục, hình thái mỗi con mỗi khác, chủng loại cũng khác nhau. Ở đây thực sự là quá loạn. Lôi Trạch là hoang dâm nhất mà, chủng tộc gì cũng lấy về được, đều nó là chân ái cả. Một nữ tử Hoa Tư thị phẫn nộ nói, rồi liếc nhìn Trung Nhạc. Các nữ tử Hoa Tư thị khác đều nhìn sang Trung Nhạc. Trung Nhạc sắc mặt không đổi, nhưng chán thì túa mồ hôi lạnh. Cuối cùng con thuyền cổ cũng dừng lại, phía trước là một thần nhân đầu rồng đang chặn đường. Kẻ nào tới hãy báo danh tính đi. Hỗn Độn Vũ tiến lại lên tiếng nói: Thiên đỉnh thiên thừa tướng tới bái kiến tộc trưởng Lôi Trạch thị, Trác Long thần đế mong sư huynh đi thông báo dùm. Sao, thiên thừa tướng ư? Thần nhân đầu rồng kia kinh ngạc, vội khách khí nói: Thừa tướng xin đợi cho một lát, ta đi thông báo cho tộc trưởng ngay. Nói rồi hắn biến thành một đạo lôi đình mà rời đi. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, con thuyền cổ phá không tiến vào sâu bên trong thánh địa của Lôi Trạch thị. Quân Tư Tả nói: Sư đệ, tại sao không đợi vị sư huynh kia đi thông báo vậy? À, là do vừa rồi là một tên ngoại tộc trong Lôi Trạch, nguyên thần của hắn không thuần chính. Trung Nhạc cười khẩy nói: Hắn sẽ không đi thông báo cho Trác Long thần đế mà là đi gọi cứu binh kìa. Đúng là phản thật rồi, cái đám ngoại tộc đó lại nắm giữ Lôi Trạch thị, khống chế Trác Long rồi. Chẳng trách mà Trác Long thần đế chỉ phái cựu tử tới giúp ta, thì ra là trong tộc chẳng có mấy thế lực kìa.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 317 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.